15M Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15M Bình Dương nha. Thì bây giờ 15M sẽ cập nhật cho tất cả quý cô chú anh chị xem sáng nay nha. Wow, bước vào thì 15M thấy ngay một cái tấm hình rất là đẹp luôn. Wow. Để 15M sẽ chụp một tấm nha. Quá đẹp. Tấm này rất là tài tử nha. Trời ơi. Quá đẹp luôn. Thật ra cái này là 2 trong 1, một cái tấm ảnh mờ phía sau nữa. Trời ơi. Còn đây là cái tấm ảnh phía trước ha. Đó. Quá đẹp. Cái này của ai ta? Đây là của một Mỹ Hòa Như Ý Chí Kiên Hoài Tú Kinh Viễn. Đây là 4 vị khách ha. Gửi tấm ảnh này. Cái này là chung một nhóm đó. Một nhóm ha. Canada là thay mặt cho chị đỡ Canada luôn. Rồi ở đây 15M sẽ đọc những cái dòng chữ trên đây cho tất cả quý cô chú anh chị xem nha. Tình ta 20 năm từ đây chẳng rời nhau phút giây. Cùng chôm chôm thắm tươi hoài. Wow. Rồi ở dưới đây ha. Giống nhau. Ở trên ở dưới cũng đều giống nhau. Giống nhau nha. Rồi. Một cái chữ cũng rất là giống như là chữ viết tay ha. Wow, quá đẹp. Bây giờ 15M sẽ vào để đốt nhang trầm cho cậu Năm nha. Bà xã ơi. Bây giờ 15M sẽ vào. Hello Hải nha. Chào anh 15M nha. Chào em nha. Ở đây có một cái hộp nhang trầm của một khán giả, một fan ruột của cô Năm đó, cũng là một cái Phật tử luôn, thì có gửi cho 15X là một hộp nhang, đây là nhang trầm. Hôm qua thì 15X gửi cho chị Hồng Loan để chị Hồng Loan đốt nhang trầm cho cậu ha. Thì bây giờ mình sẽ không có chị Hồng Loan thì mình đợi sẽ đốt khai cho chị Hồng Loan đi. Đó, mình sẽ để đây. Bây giờ mình sẽ đốt ba cái nhang trầm. Giờ mình sẽ đốt ở đầu. Cho nó thơm. Giờ là sẽ cháy rồi. Rất là thơm luôn. Đúng rồi. Đó, thì bây giờ mình đã đốt xong rồi. Bây giờ 15M sẽ đi ra. Wow, ở đây 15M thấy có một chồng bánh bía ha, hai cái ở trên là đã bóc ra rồi.
hai gói hero. Rồi bây giờ 15 bác sẽ mời cậu Năm một điếu thuốc nữa ha. Mời con ông hứa em cũng thấy từng thấy con ông hát là FC của cậu là trong 7 năm. Chào em trai nha. À, em ơi chủ nhân là đem cái bức ảnh này đến đây là vậy, vậy là cái tấm ảnh là của em hả? Wow, vậy là nãy giờ anh không biết, anh cũng vừa đến luôn. À, không biết là em đến từ đâu ha? Em ở dưới Hòa Lợi. Wow. Rồi em là fan ruột của cậu Năm phải không? Có một cái nhóm FC luôn gì phải không? Wow, không biết là em năm nay bao nhiêu tuổi ha? Mới 19 tuổi thôi. Nhìn wow. Còn trẻ chứ bộ. Ừ. Nhìn em trẻ hơn cái tuổi. Em bảo em có 2009 à. cậu gặp á hả? Cậu gặp là nói Tức là em đã từ đi xem là từ năm 2015 rồi. Wow. Nhỏ là tại nội cậu. Đúng rồi, fan trẻ. Fan trẻ bây giờ mà ái mộ của Năm là hiếm lắm nha. Đúng rồi. Hôm qua là em hâm mộ như vậy, em có thuộc cái bài nào của cậu không? Dạ không. Biết tuồng thôi. Biết tuồng. Tại vì mình xem mình biết rồi đúng không? Chị có hỏi là mình hát đoạn nhỏ không? Không, em hát không về. Chỉ là thuộc cái tuần nào thôi. À, chứ không phải là đúng rồi. Fan ruột là fan trẻ nữa. Có đến nhà cậu lần nào chưa? Xem cậu hát lúc mà 15 chỉ là lúc tuổi mình cũng không có biết nhà. Mà biết nhà không? Biết nhà không? Biết luôn. Em trai hôm nay mình đến đây với ai em? Dạ em đến với Corona đi với tài xế. À, chứ một mình thôi. Đi với chú. Wow. Bạn kia ở Sài Gòn với Canada. À, hôm qua thì anh có đi hớt tóc ha, anh kể cho em nghe cái câu chuyện. Nhưng mà anh hỏi mấy các bạn hớt tóc đó là biết cậu Năm Vũ Linh không? Mấy bạn không biết. Nhưng mà em mà còn trẻ như thế này mà biết phải nói rất là quý nha. Em là fan ruột. Phải phải nói đem bức hình lại không? Đúng rồi. Bây giờ em đang làm gì? Là fan của cậu Năm là em đã làm công ty rồi. 15 tuổi đã đi xem cậu Năm hát rồi. Thay mặt nhóm luôn, như là ở Canada là đem tấm ảnh của cậu đến đây để viếng buổi sáng. Cái này như là cái nhóm của em mà đúng không? Dạ, nhóm của cậu, FC của cậu. FC của cậu. FC của cậu ngày xưa giờ. FC của cậu hồi xưa là thì đa số là nghệ sĩ là có nhóm FC ủng hộ. Mà nhóm của em là trẻ trẻ cơ mà. Dạ đúng rồi, mấy bạn trẻ. Em lên đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ hai. Vậy lần thứ nhất là mình đi khi nào? Vô cậu ha. Bữa đó em đứng thứ đầu nhớ không? Vô không lọt. Bữa giờ em bao nhiêu tuổi vậy? Em 19 hả? 19 là trong nhìn chút xíu hả? Dạ đúng rồi. Nhìn chút xíu. Cậu gặp em đã nhon quá. Giờ là nhỏ quá. Chị cứ nghĩ là em trẻ hơn. Nãy giờ chị nghĩ ủa sao nhóc này nói chị kêu nhóc quá. Chị nói thêm chút xíu rồi. Vậy là giờ hãy đổi quan điểm rồi nha. Giờ hai đổi quan điểm mà nha, giờ ta lớn rồi chứ không phải. Đúng rồi. 9 tuổi là. Em trai ơi, em tên gì em? Em tên Chí Kiên. À, em tên là Chí Kiên. Có cái tên khác ở trên cái hình. À, em là cái người thứ ba phải. Nhóm mình là khoảng bao nhiêu người hả em trai? Nói chung là theo cậu cũng nhiều người mà riêng tấm hình này nhóm là có 4 người. À. Nhóm này. Chúng như là mình đại diện nha. Ý là mình đại diện là chỉ vài thành viên thôi đúng không? Dạ, đúng. Không xe riêng cậu tầm 50 người. Không biết á, là cái ý tưởng mà làm cái hình này cũng như là chọn cái hình này là của ai ta? Dạ của chị Mỹ Hòa ở Canada. Của trò chị Mỹ Hòa ở chị Canada. Chị đó lớn tuổi chị em. Chị đó là cũng thuộc FC của bên em không hả? Dạ đúng. Wow. Chị ấy thiết kế cái tấm hình đó. Thiết kế luôn. Đó là tuyệt vời mọi người ơi. Không ngờ vậy là nhà nãy giờ tụi em cũng cho anh biết được một cái gọi là
fan ruột của cậu ha. Đúng rồi. Ngoài mình đi xem hát cậu, mình có khi nào tổ chức cái hoạt động gì với cậu chưa? Dạ không, chưa có cậu hát nhưng tại cũng có thời gian. Ở đây em có gặp cậu ở ngoài chưa? Đó là có tiếp xúc rồi chứ. Mà. Ồ, cậu diễn ở đoàn Quỳnh Long tuần Mạnh Lễ Quân. Không biết là ở ngoài á là em là ái mộ cô Năm rồi đúng không? Nhưng mà không biết là gia đình của em là có ái mộ cô Năm không? Dạ có. Cũng ái mộ luôn. Dạ từ nội luôn mà. Trời ơi, vậy là hồi vậy đó là nội em đi coi cậu hát. À vậy là mấy đời ha. Em bán duyên cậu thích cậu từ đó. À. Là khi em mới 15 tuổi đó hả? Dạ. Hiện tại không biết em đang làm công ty gì ha. Nhưng mà công ty của em sản xuất cái gì? Em không tiết lộ được. Không tiết lộ, bí mật ha. Bí mật. Còn rẻ mà. Đúng rồi, quá giỏi rồi. Còn trẻ mà quá giỏi luôn, có công ty riêng luôn. Có công ty và nói chung là fan hâm mộ của cô Năm rất là lâu rồi ha. Tính ra 15 tuổi, hôm nay cũng 4 năm, tí là 4 năm là fan của cô Năm. Cái mộ của cậu này sao ha? Ngày thường mình có hay theo dõi trên YouTube không? À, không có thời gian. Không có thời gian. Nhưng mà đã fan ruột rồi cũng rất là tuyệt vời. Em là giám đốc luôn không? Không. Quá là tuyệt vời. Em làm giám đốc thôi. Vậy giờ là em chỉ là mới là phó giám đốc thôi. Nói chung là công việc là em không thể tiết lộ ha. À, nhìn phong độ ha. Rồi cảm ơn em trai rất là nhiều ha. Chúc cho em trai nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong cái công việc của mình ha. Thôi chào chào em trai ha. Rồi ok em. Đến đây thì 15 mét Bình Dương cũng xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu mà các cô chú anh chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 mét Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.